6 xu hướng kinh tế đáng theo dõi nhất trong năm 2022. Nếu như năm 2021 có những thành tiệu nhất định liên quan đến phòng chống dịch ở trong năm qua, thì năm 2022 chúng ta lại phải đối mặt với một loạt những cái nỗi lo mới ở trong nền kinh tế mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các cái hoạt động đầu tư, các hoạt động kinh doanh. Đó là những nỗi lo như lạm phát, xu hướng của thị trường tiền tệ kỹ thuật số và các cái lĩnh vực được định hình lại. Sau Covid, thế vậy tương lai của những một số ngành sẽ biến mất hoặc là tương lai của một số ngành mới sẽ được hình thành à, Xin kính chào quý vị, tôi là Phạm Thành Biên, chuyên gia đầu tư tài chính Hôm nay chúng ta cùng phân tích 6 cái xu hướng đáng quan tâm nhất trong năm 2022 này Thế vậy 6 xu hướng này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh của các anh chị Thì uh, chúng ta cùng thảo luận, cùng bàn luận để xem những cái xu hướng này nó ảnh hưởng như thế nào nhé Cái xuống đầu tiên là cái nỗi lo bao trùm lên toàn cầu đó là cái nỗi lo về lạm phát quy mô lớn, sự gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến các một loạt các hoạt động kinh doanh và cái nhu cầu năng lượng tăng đột biến đã đẩy cái giá của năng lượng trong năm qua cao lên. À, các nhà lãnh đạo của các ngân hàng trung ương nói rằng đây chỉ là những cái tình huống tạm thời. Tuy nhiên không phải ai cũng nghĩ như vậy. Đặc biệt chúng ta là những nhà đầu tư, đặc biệt chúng ta là những chủ doanh nghiệp. À, cái xu hướng thứ hai là xu hướng làm việc mới. À, thưa quý vị giới quan sát có sự đồng thuận cao rằng tương lai của hoạt động kết nối tương lai của hoạt động làm việc nó là một cái mô hình hỗn hợp hay còn gọi là hybrid work nó là sự kết hợp giữa làm việc từ xa làm việc tại nhà và làm việc tại văn phòng và các cuộc khảo sát gần đây cho thấy phụ nữ thì họ lại muốn làm việc ở nhà hơn thay vì quay trở lại văn phòng vì vậy à, họ sẽ bị ảnh hưởng tới là cái cơ hội thăng chức nó sẽ bị ảnh hưởng đáng kể và những cái xu hướng gần đây khi mà làm việc ở, ở các cái văn phòng ảo làm việc ở mọi nơi như vậy thì cái quy định về luật thuế như thế nào và cái 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 quy trình kiểm soát nhân viên từ xa ra làm sao đây cũng là một câu hỏi rất là lớn và cái nội dung cái xu hướng thứ ba mà mọi người đang rất là quan tâm đó là cuộc chiến giữa các chính phủ với lại các hãng công nghệ khổng lồ hay còn gọi là big tech các cơ quan quản lý ở mỹ và châu âu đã cố gắng kìm chế những gã khổng lồ công nghệ xuyên quốc gia trong rất nhiều năm qua tuy nhiên nó vẫn chưa tác động đáng kể tới sự tăng trưởng và lợi nhuận từ những cái tập đoàn này. Cũng giống như tất cả các cái ngành công nghệ đột phá thì tiền tệ kỹ thuật số đang được thuần hóa, đang được cơ quan quản lý thắt chặt các quy định. Các ngân hàng trung ương đang tìm ra các giải pháp để phát hành các đồng tiền kỹ thuật số của riêng mình. Và cái xu hướng thứ tư ở đây đang rất là nóng, đó là cuộc chiến giữa các ngân hàng trung ương với lại đồng tiền kỹ thuật số. Thì chắc chắn rằng trong năm 2022 này nó sẽ là một cuộc chiến bởi ba bên. Một bên là những người ủng hộ À, tiền tệ kỹ thuật số hay còn gọi là blockchain công nghệ blockchain à, tài chính phi tập trung và một bên là các cái hãng công nghệ truyền thống và một bên là gì là ngân hàng trung ương và cuộc chiến này sẽ rất khốc liệt trong năm 2022 và ở đó nó sẽ tạo ra những cái biến động rất là lớn trong thị trường à, những anh chị em đang đầu tư vào thị trường tiền tệ kỹ thuật số và cái xu hướng thứ năm ở đây tôi muốn nhắc đến đó là gì đi lại bị hạn chế các bạn đã nghe thấy những cái từ khóa như là hộ chiếu xanh đúng không ạ và khi hoạt động kinh tế xã hội đang tăng trở lại khi một loạt các nền kinh tế mở cửa trở lại tuy nhiên các quốc gia có rất nhiều quốc gia đang theo đuổi cái chính sách uh, zero covid thì đây nó cũng là một trong những cái cản trở cho cái hoạt động đi lại đó là một loạt các chính sách kiểm soát rất là chặt chẽ trong các khâu đi lại chính vì vậy cho nên là một loạt các cái ngành uh, sẽ bị ảnh hưởng ví dụ như ngành hàng không ví dụ như ngành dịch vụ du lịch và cái điều này hạn chế đi lại thì nó sẽ hỗ trợ cho cái thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, nó ảnh hưởng rất là lớn với cái doanh thu thu nhập của ngành dịch vụ du lịch. Và từ đó thì chúng ta sẽ biết được rằng là cái lĩnh vực cổ phiếu nào chúng ta nên vào hoặc là nên không, được chưa Và cái xu hướng thứ sáu là cái cuộc chạy đua vào không gian. Như năm 2021 chúng ta đã chứng kiến một loạt các cái vị tỷ phú đã bay vào không gian. Họ là các doanh nhân chứ không họ không phải là một phi hành gia. Và trong năm 2022 này thì một loạt À, các cái công ty du lịch lữ hành à, sẽ đưa các cái hành khách đầu tiên của mình vào tham quan vũ trụ thì đây là một trong những ngành du lịch rất là mới và năm 2022 cũng là một năm mà Trung Quốc sẽ hoàn thiện các cái trạm mà không gian của mình. Và bên cạnh đó, các cái hãng à, về phim à, như là hãng phim lớn nhất là hãng phim Hollywood thì họ đã à, đang quay những cái thước phim ở trong cái môi trường không trọng lực. À, trên đây là sáu cái xu hướng kinh tế đáng quan tâm, đáng theo dõi nhất trong năm 2022. Từ sáu cái xu hướng này thì bạn sẽ tìm hiểu thêm xem nó sẽ tác động tích cực và tác động không tích cực lên những ngành nào để từ đó bạn tìm ra được những cái cơ hội đầu tư cho mình ở trong năm 2022. Bạn hãy để lại những cái bình luận ở phía dưới video để chúng ta cùng thảo luận và tìm ra những cơ hội rõ nét nhất trong năm 2022 này. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong những cái bài phân tích tiếp theo.